Ông Gia Khiêm này rất là tai tiếng. Chữ tài đi liền với chữ tai một vần. Cẩn thận cô người yêu cũ của anh sang đấy, sẽ xảy ra chuyện đấy. Em mở phần kế tiếp đi xem nào. Dạ vâng ạ. Phải điều chỉnh lại phần kết cấu mặt sàn. Khó thì phải tìm hướng xử lý, không được qua loa. Dạ. Thôi được rồi. Phần này anh đã có ý tưởng để xử lý. Tan giờ làm việc còn lại gặp một chút nhá. Dạ vâng ạ. Em này có mùi nha. Ngửi thấy rồi đấy. Đây mới là sói này. Mùi gì? Sếp Kim đang có tình ý gì với chị đúng không? Bớ bẩn. Ý với Tây Ban Nha cái gì? Về làm việc đi. Này, chị có thể coi thường em, nhưng chị không được coi thường khả năng đánh hơi hít mùi drama của em. Sếp Kim hả? Em cá cái gì cũng cá luôn. Ông ấy mà không có tình ý gì với chị thì vận đào hoa của em sẽ đụng sạch. Nè, em có. Tại sao không? Chẳng qua là em chưa muốn thôi chứ bộ. Tối nay đi chơi với anh nhé. Chỗ này em anh giới thiệu, không khí cũng thích. Vâng ạ. Mọi việc đã rõ ràng. Ai muốn ý kiến gì nữa không? Cuộc gặp kết thúc nha. Giờ bọn em phải làm thế nào ạ? Còn làm gì nữa? Cút hết cả đi! Hay đấy! Không ngờ là lúc cần ông anh của mình cũng sát ván gớm nhỉ? Sau vụ này thì đôi bên cũng trở mặt rồi. Chúc mừng anh! Đã có thêm một kẻ thù lộ mặt lộ mũi. Anh mà đang bực mình đấy. Đừng có dây vào anh. Em cứ thích dây đấy. Có làm sao không? Em đừng có kích động quá lên như thế. Vừa rồi ấy, khi mà Lâm nó xử lý mấy cái tay bên lão đại ấy, anh ngồi ấy, chỉ sợ em là vừa vỗ tay rồi vừa nhảy lên như múa ấy, thì đứt ấy. Mà này, không thích hoa người ta, đừng vứt ở thùng rác kia chứ. Em cố tình đấy. Biết ai tặng không? Ai nhỉ? Ai mà lại đủ can đảm đấy nhỉ? Anh cũng biết. Anh cũng biết đấy. Thật à? Ai nhỉ? Này, Gia Khiêm à? Ôi, sao mà anh biết? Thì chỉ có quả đấy mới dám động vào em thôi. Này này, các anh đừng đùa nhá. Người trầm mắt thịt như các anh thì làm sao hiểu được một cô gái hay ho nha em. Đúng rồi. Quả đấy thì ly dị vợ rồi. Ừ. Cao to đẹp trai. Đúng rồi. Kiếm được tiền cực kỳ hợp với em luôn. Ừ, chuẩn. Cái này là chuẩn luôn. Đúng, chuẩn. Mỗi tội cái nết là hơi bị lỗi thôi. Ông Gia Khiêm này rất là tai tiếng. Chữ tài đi liền với chữ tai một vần. Cẩn thận cô người yêu cũ của anh sang đấy, sẽ xảy ra chuyện đấy. Anh thấy em là quan tâm đến chuyện riêng của Lâm hơi nhiều nhé. Hả? Đến người yêu cũ của thằng Lâm mà em cũng quan tâm. Anh đang tự hỏi em rảnh quá